tại thì anh Phước đang đóng thêm một chiếc lớn hơn các bạn, nên Phước có nhu cầu là sang lại cái chiếc nhỏ này. Đó là anh đập thùng nguyên con ha, và một cái như thế này thì nó tầm khoảng là 2 tỷ mấy, là tính cái đầu máy không các bạn. Mười lý sáu như thế này thì mình nhân ra đâu đó tầm khoảng mười mấy cây số trên giờ, 18-19 cây. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Tắc Cậu Kiên Giang để mà quay gã bán cái chiếc phà vượt biển Phước Chăm 02 này cho tất cả mọi người cùng xem ha. Thì hiện tại thì anh Phước đang đóng thêm một chiếc lớn hơn các bạn, nên Phước có nhu cầu là sang lại cái chiếc nhỏ này cho cô chú anh chị em nào đó có nhu cầu mua hoặc là sử dụng lại thì cứ liên hệ trực tiếp anh Phước để mà mình mua lại ha. Cái chiếc này hiện tại thì còn rất là mới và rất là đẹp luôn các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ đi review vòng cho tất cả mọi người cùng xem. Thì chiếc này được đóng vào năm 2019 và nó mới vừa lên đà đăng kiểm đợt đầu là tròn 5 năm đó các bạn. Thì mọi người có thể là nhìn cái phần vách to ở ngoài nó còn rất là thẳng thớt ha. Tí xíu nó đi mình sẽ lại gần hơn để cho mọi người cùng xem. Và bây giờ thì mình sẽ đọc tất cả các thông số để cho mọi người có thể là nắm bắt được chứ coi là cái kích thước như thế đó là mình có thể áp dụng vô được cái vận chuyển cái gì. Thì mọi người tính toán và liên hệ để mà mua tàu ha. Chiếc này có cái chiều dài là 56m15 và chiều ngang á là 10m40 và chiều cao mạng của nó là 2m5 các bạn. Cái này được đóng to là 10 và 12 các bạn và được đóng vào năm 2019. Thì tính tới thời điểm này là 2024 là tròn 5 năm đăng kiểm lên đà đợt đầu. Và chiếc này đăng kiểm là SB ha. Cái đăng kiểm SB thì mọi người cũng biết rồi là chạy đường biển á. Chiếc này thì đóng rất là dày dặn, thì khi mà đăng kiểm được SB thì tất nhiên là cái phần khung xương và cái phần to nó phải dày và lực lưỡng nó mới đăng kiểm được SB các bạn. Và chiếc này hiện tại thì đang đặt hai máy là Mitsubishi S6EG3L. Thì mỗi cái như thế này là 1032 mã lực và cái dòng quay của nó là 1450 các bạn. Bích tông là 1:7 ha. Và nó chạy hộp số là Nico 96, hộp số 4 tua và chạy chân dịch là 1m55. Thì cái máy là hai cái cặp máy là máy đập thùng luôn các bạn. Hồi đó là anh Phước anh đập là một cái đâu cũng cỡ là 2 tỷ mấy á, là hai cái là trên 4 tỷ. Là tính cái đầu máy không ha. Để tí xíu nữa thì mình sẽ là đi xuống dưới để mình review cho người xem. Bây giờ cho người xem cái phần vỏ trước nè. Thì đối với một cái chiếc tàu sắt như thế này á, thì 5 năm đối với nó là rất là bình thường các bạn. Tại vì những chiếc xà lan ở trong sông của mình á, có những chiếc là họ chạy tới là 20-30 năm, nhưng mà đi với thời tiết là dưới điều kiện là nước ngọt. Còn cái chiếc này thì chạy đường biển thì mình cho nó chịu nhiều cái tác động của môi trường đi thì nó cũng không đến nỗi nào, nó giống như là một chiếc tàu mới vậy. Đây bây giờ mình sẽ đi lại gần cái phần tôn hơn để cho mọi người thấy được cái độ mà láng mịn của nó không có bị gỗ tất cả vào ngoài luôn ha. Cái này thì cái dấu này là ảnh hàng cái bát vô để mà mình lên này á, lên này mình kéo lên và mình hạ xuống, khi mà xuống xong thì ảnh sẽ là mài ra đây, tại vì nó sẽ có một cái đồ đứng bám víu mình bắt dây cáp vô để mình kéo lên đó. Còn đây là cái phần tôn nè, mọi người coi nè, cái vách nó còn rất là thẳng ha, không có hiện tượng là bị lồi xương, tại vì tôn nó rất là dày và cộng thêm cái nữa là không có bây giờ bị gỗ. Chứ cộng thêm một cái phần nữa là khi mà hoạt động á, thì anh Phước giữ gìn cái chiếc này rất là kỹ các bạn. Khi mà nói chung là chạy vô tới bến là mình thấy là ảnh sẽ cho nhân viên là xịt nước ngọt để mà rửa lại tất cả cái phần bon trên và ở dưới bên hông để mà bảo quản cái phần tôn sắt của mình nó không có bị gỗ ố ha. Và cái chiếc này hiện tại thì đang hoạt động là cái tiếng Hà Tiên Phú Quốc và ngược lại nha các bạn. Còn hiện tại đang ở Tắc Cậu là do tàu mới vừa lên này để mà bắn cát sơn tất cả lại á. Rồi nếu mà khách hàng nào mà có nhu cầu thiện chí để mà muốn coi tàu thì chắc mình nghĩ là phải về Hà Tiên hoặc là Phú Quốc ha. Cái đó thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp, cái số điện thoại mình sẽ để ở trên màn hình. Đây là cái vách ở bên cái mạng phải ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái vách mạng trái cho mọi người cùng xem được hết toàn bộ cái phần vỏ. Rất tiếc là ở ngoài đó rất là sâu, bởi vì mình không thể nào đi ra ngoài sao để cho mọi người coi. Nhưng mọi người có thể coi ở trên màn ảnh như thế này cũng thể đánh giá được ha. Thì do là anh Phước đang đóng cái chiếc khủng long ở trên ủ các bạn, nên
giống như là bị dư ra một chiếc này, thì anh Phước sang lại cho mấy anh chị nào mà có nhu cầu, mình có thể là sử dụng chiếc này để mà vận chuyển những cái chiếc xe cơ giới, xe mà dè hạng khủng giống như là xe cẩu cằn các bạn, để mà đi gấp điện gió rồi đó. Phần dạ dưới lườn ở ngoài trước đầu nè, đây mình sẽ cũng tiến gần vô cho người cùng xem ha. Không có gỗ hay là không có có vấn đề gì luôn các bạn. Còn cái vấn đề mà mớp méo chút đỉnh này thì tất nhiên phải có rồi. Tại vì trong lúc mình chạy tới chạy lui, mình ra bến hay là cái sóng gió, cái mùi gió nam, gió chướng nữa các bạn, thì không thể nào mà tránh khỏi được ha. Cái phần đó thì không bao giờ mà tránh khỏi. Quan trọng là tôn mình có bị gỗ không, nó có bị lột lớp không, nó có bị mỏng ly lại không. Chứ còn mớp méo này thì quá là đơn giản rồi các bạn. Đây, mấy chiếc này thì có thể là vận chuyển được mấy cái chiếc xe mà xe cẩu khủng hoặc là những cái vàng mà hạng nặng để mà đi làm công trình hoặc là lắp cầu cống đó các bạn. Đây, bên vách bên đây thì cũng như vậy ha, đều thẳng gan. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên bon và đi vô trong cái hầm máy cho tất cả mọi người cùng xem. Biển số phải nói là nhức nách luôn, 4 số 9 số 7. Ô lộn, 4 số 7 số 9. Hiện tại mình đang đứng ở trước đây ha, trước cửa mỏ phà. Rồi mình sẽ đi vô bên trong. Đây là cái dàn bon đây, để mà cho những cái chiếc xe đầu kéo hoặc là xe container, xe tải để mà xuống đây, để mà đi qua bên Phú Quốc và ngược lại ha. Và đây là cái phần tôn này. Cái này thì ảnh mới vừa thêm vô hay là thay đi mình không biết ha, nhưng là 10 ly nè. Cái phần bon ha thì rất là cứng các bạn. Nói chung là khi mà đăng kiểm SB thì mọi người khỏi lo về cái phần tôn và cái phần khung xương, tại vì nó rất là chắc chắn về lực lượng, thì người ta mới cấp cho mình là cái đăng kiểm SB để mà hoạt động vùng biển các bạn. Còn ở trong vùng sông của mình là S1, S2 là tàu trong vùng sông, là kết cấu nó mỏng hơn và nó đỡ, kiểu giống như là nó cũng không có bằng cái SB á. Còn đây là cái phần bon nè ha, vách bọng tất cả các thứ. Mình để tiếng đi vô trong cho người cùng xem quá, chứ trên bon này thì nói chung thì cũng không có gì để mà mình có thể là xem nhiều các bạn. À, bên vách thì quầy bê chắn sóng thì anh đã ốp hộp luôn ha. Hiện tại thì anh Phước anh đang đóng cái chiếc 5 là bự đâu cũng cỡ bằng chiếc 4 của họ mình quay hạ thủy vậy. Bởi vì là anh kêu mình đến đây để mà ra cái chiếc này các bạn, tại vì giống như nó bị thừa á. Rồi bây giờ thì chắc đi xuống dưới hầm máy luôn ha, đi xuống dưới hầm máy đi cho người xem cái cặp máy trước đi, rồi mình sẽ là đi xuống dưới lên trên cabin. Đây là phía ngoài sau nè, đây là cái dàn ti thủy lực. Ở bên bển là máy phát điện luôn ha. Đi cho mọi người cùng xem ở phía ngoài sau vách số 0 nè. Ôi, tất cả còn mới chát ha. Hai máy hai bên lái các bạn. Thì hầu như là giống như là nó là còn cỡ là 90%, 80-90% về cái độ mới ha. Ở ngoài thì còn rất là mới và ở trên bon thì mình chạy mình hoạt động cái vùng biển là cái vùng mà phải nói là khắc nghiệt các bạn. Mình không thể nào mà tránh được những cái xét mà nó nhâm như thế này, là không thể nào mình tránh khỏi. Nhưng mà cái vấn đề mình nói đây là nặng hơn là gỗ và lột lớp á, là nó bị tôn mình mỏng đi á, thì cái đó thì mình mới là cần xem xét lại. Chứ còn nhâm mà xét mà nó bị ố vàng vàng này thì nó không là vấn đề gì hết trơn các bạn. Thì mình đã đi xuống dưới tới hầm máy rồi, để mình sẽ đi vô trong đó mình quay cho tất cả mọi người cùng xem ha. Đây là cái phần động cơ này ha, trái tim chính của con tàu đây các bạn. Thì hai máy như thế này ha. Máy này thì anh Phước hồi đó là anh đập thùng nguyên con ha. Và một cái như thế này thì nó tầm khoảng là 2 tỷ mấy là tính cái đầu máy không các bạn. Còn hộp số là hộp số Nico. Ôi ôi, phải nói là những cái chiếc xà lan ở trong vùng sông của mình á, mình đã mua những cái máy nghĩa địa để mình sử dụng lại. Thì 5-7 năm mình mới là đại tu nó một lần. Còn đây là máy mới các bạn, máy mới và máy đập thùng. Thì các bạn biết là cái độ bền của nó giống như là mới chạy 5 năm nay, thì giống như là mới vừa hết bảo hành vậy các bạn. Đây, còn những cái máy mà ở trong xà lan mình hay đặt á, là máy đã nghĩa địa, là có nghĩa là ở ngoài nước ngoài người ta đã xài hết một xác rồi, người ta đã bỏ rồi, rồi mình mới mua lại mình xài ha. Hồi nãy bị cúp điện các bạn ơi. Đây cho mọi người cùng xem ha. Ở đây thì nó hơi tối, mọi người cùng xem cái phần bô này. Tất cả mọi thứ phụ kiện này đi theo máy thì đều mọi nhìn là mình biết à. Còn đầy đủ hết trơn ha, nguyên zin nguyên bản. Và đây là cái lắc máy đây. S6EG2MK
MTK 3L 759 kW và dòng tua của nó là 1406 các bạn. Hồi nãy thì mình nói sai ha, là 1450 thì mọi người thông cảm cho mình cái đó ha. Da băng thì máy này là thương hiệu của Nhật Bản các bạn. Và ở bên đây, ở bên đó một cái nữa. Ôi đây, cho mọi người cùng xem này. Thì khi mà đi vùng biển và hoạt động vùng biển liên tục thì về tất cả mọi thứ thiết bị lẫn vỏ tàu và máy móc hộp số lắp chuyên dịch ở trên tàu đều phải là được đảm bảo là an toàn tuyệt đối nha các bạn, chứ không phải giống như ở trong vùng sông của mình là có thể là chạy đỡ chạy gán được. Nhưng mà khi một khi đã ra biển hoạt động rồi thì các bạn biết rồi, cái vùng nó rất là khắc nghiệt, cộng thêm là sóng gió và mình không có nơi để mà mình đắp vô hoặc là sửa chữa. Thì bởi vì lúc nào là ở bên công ty Đường Phà Phước Châm đều đặt máy mới để mà bảo đảm an toàn cho khách hàng và tuyệt đối hết trơn ha. Nên khi mà xuống phà của Phước Châm đi rất là an tâm các bạn. Chứ không thể nào mình mua máy cũ hoặc là máy nghĩa địa mình lắp vô được nha các bạn. Dùng biển nó khác và dùng sông nó khác. Đây, còn đây là hộp số Nico 96. Hộp số này cũng rất là đắt đỏ nè. Một thương hiệu của Nhật ha. Thì tí xíu nữa đây thì mình sẽ nhờ anh thuyền trưởng đề máy lên và chạy thử cho mọi người cùng xem là chiếc này sẽ đạt được bao nhiêu lý và cái tốc độ nó như thế nào và nó sẽ là mạnh như thế nào các bạn. Đây cái đầu máy đây. Còn cái phần xương đáy thì anh chơi là xương là T300 ha. Còn ở trên nóc bon á thì 20:5. Đúng rồi, 20:5 và xương xương sống là 30T. Quá chắc. Mấy cái máy này thì chỉ đời lên và nghe cái hơi thôi chứ mình không biết nói cái gì luôn các bạn. Còn cái chiếc 4 của ảnh thì đặt một cặp Mitsubishi S12EG ha. Nó còn khủng khiếp hơn cái này nữa các bạn. Tại vì chiếc kia lớn hơn. Và còn cái chiếc ở trên nợ của ảnh thì đang đóng á. Không biết là sắp tới đây là anh đặt máy gì đây. Thì chắc mình nghĩ là cũng là Mitsubishi ha. Tại vì anh Phước anh đam mê cái dòng này hay sao đó các bạn. Có thể là anh chơi lớn hơn là 16EG hay là gì đó. Có thể là lớn hơn chiếc 4 nữa. Chiếc 4 đã là 12EG rồi. Bên đây thì cũng vậy ha. Hai cái như nhau. Chung một mã lực và dòng tua các bạn. Sản sinh ra công suất bằng nhau. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi lên trên ha. Tí xíu nào nổ máy mình sẽ đảo xuống đây thêm một vòng nữa. Cái dàn nóc bon cabin của chiếc phà ha. Mọi người coi nè, các bạn nước sơn hình như là không có dấu hiệu là chạy chỗ hoặc là ổ xét trên này các bạn. Những cái phần này là những phần mà khó lau chùi và khó kỳ cọ nhất của chiếc tàu hoặc là chiếc xà lan vậy ha. Còn rất là đẹp các bạn. Cái chữ T đó là anh xài tới T300 đó. Nhìn nó rất là cứng. Giờ đây có thêm 4 cái chổi dưới chân nè. À, cây bên đây anh cắt ra hả ta? Thường thường là có 4 cây, bên đó 2 cây. Bên đây 2 cây nữa các bạn. Chắc anh mới vừa cắt qua quá nè, còn cái dấu chân nữa nè. Nó cái dấu chân còn nữa các bạn. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi lên trên cabin ha, để cho mọi người cùng xem được cái phòng thay công và tất cả hệ thống ở trên đó. Ở đây là phía ngoài sau. Thì khi mà đi phà thì tất cả mọi người anh em tài xế có thể là trong cái khoảng thời gian mà từ Hà Tiên đi về Phú Quốc là tầm khoảng là 3 tiếng rưỡi, thì mình có thể là nằm võng ở phía sau hoặc là trong cabin để mà nghỉ ngơi cái khoảng thời gian đó các bạn. Ở dưới này thì phòng vệ sinh và bán nước và nghỉ ngơi thì tất cả đầy đủ ở trên tàu hết trơn ha. Phía bên hành lang này có cả mấy băng ghế ngồi bên này. Nó mọi người có thể thấy được là chiếc này nó rất là rộng và cái kích thước của nó rất là lớn. Thì mình có thể là sử dụng trong những cái công trình để chở xe cuốc, là chở xe cẩu hoặc là chở những cái thiết bị nặng hoặc là cơ giới rồi các bạn. Đó, trong này thì mình nhìn ra có thể là chứa rất là nhiều xe để mà mình áp tải vận chuyển những cái xe mà cơ giới hạng nặng á, để mà đi công trình này đến công trình khác các bạn. Thì mình sẽ đi vô trong cái phía phòng đại công ha. Rất là sang trọng luôn. Ở phía từ cái vách này đảo ra phía bên sau là cái phòng để cho mấy anh em tài xế nghỉ ngơi, và phía bên sau nó là nhà bếp các bạn. Còn đây là cái phòng đặc biệt, cái phòng bếp của anh tài công.
được làm bằng gỗ và hai cái túp lô nằm ở đây. Thông báo tất cả các cái thông số của máy ở dưới ha, từ dòng tua này kia nọ, rồi báo nhớt, báo nước. Để mà mình chạy trên này là mình nắm được hết tất cả thông tin. Và bên đó là một cái màn hình chứa rất là nhiều cái camera ở trên đó các bạn, để mà quan sát hết toàn bộ cái khu vực từ hầm máy, mũi phà, bon và hành lang và nhà bếp này kia nọ, tất cả các thứ luôn ha. Hiện tại thì mấy anh kỹ thuật viên đang chỉnh sửa lại mấy cái phần thiết bị hoặc là bảo trì bảo dưỡng vậy nè. Rồi tí xíu nữa xong thì sẽ tiến hành chạy thử ha. Cái này định vị hay là radar nè các bạn. Rồi bây giờ thì đợi tí xíu nữa đây, chút xíu nữa mình sẽ là nhờ ảnh chạy thử cho tất cả mọi người cùng xem. Giờ thì chuẩn bị đài máy lên để mà chạy thử nha các bạn. Ít là nguyên cái ống bô dẫn dài từ đó tới sau ha. Ống bô bự muốn bằng thùng bơi hoặc là cái thùng nước suối á các bạn. Kìa, thùng nước suối nằm lên nắng kìa các bạn, coi ống bô nè. Đây chút xíu nữa sẽ cho mọi người cùng nghe cái hơi nổ của Mitsubishi S6EG2 MTK ban lời ha. Chuẩn bị đầy máy nha. Đó. Quá chắc. Quá đã các bạn ơi. Cái ống bô nó lớn mà cộng thêm cái nó được dẫn xa, cái hơi nó ra nghe gác thật thiệt. Xíu nữa hiện tại thì mấy anh thủy thủ đang chuẩn bị mở dây ha, để mà mình ve rút ra đó. Thì mình quay video này giống như là review hết trên toàn bộ chiếc tàu để cho mọi người xem cận cảnh và kỹ hơn. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua lại thì cứ coi trên video, và lại mình chỉ coi sơ sơ nữa thôi là xuống tiền, tại vì nó không có bị mất thời gian của tất cả mọi người á. Chứ để chụp hình gỡ một hai tấm hình thì nhiều khi mình coi không được chi tiết, rồi cũng không biết máy móc chạy vận hành như thế nào và đạt bao nhiêu lý. Thì bây giờ là giống như là mà mình đi dùm cho tất cả mọi người vậy đó. Còn mọi người chỉ cần coi ý, nếu mà ưng ý là mình chốt tiền thôi, quan trọng là giá cả ha. Giá cả thì cái phần đó thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình sẽ để trên màn hình để mà thương lượng giá. Đang coi cái phần máy móc nè, trong vắt luôn ha. Đã sử dụng là 5 năm đó các bạn, thì cũng giống như là mình nói hồi nãy là 5 năm giống như là nó chỉ là mới vừa hết bảo hành của một cái máy thôi. Những chiếc xe du lịch mà mình chạy thường ngày ở trên đường lộ đó thì đã bảo hành là 3 năm rồi các bạn. Còn những cái động cơ như thế này mà tầm khoảng là 2 tỷ mấy như thế này thì chắc mình nghĩ thì mình chưa từng đặt thùng, chưa từng biết cái chế độ bảo hành của nó là bao nhiêu, nhưng mà theo mình đoán thì cũng tầm khoảng thời gian như là như vậy ha. Giờ chỉ cần đợi ảnh thể hiện cái quy luật nữa cho mọi người cùng xem thôi. Chút xíu nữa mình sẽ cố gắng để mà đi lên trên kia cho người cùng xem coi là ảnh chạy khi mà lên đạt tới 1450 vòng á thì coi nó coi là được bao nhiêu lý các bạn. Rồi đó, hai máy hai bên ha. Mới cái vô số thôi à, hỏi mẹ ơi. Cỡ đó rồi đó. Anh ve ra nè các bạn coi nè, cút thịt nè, gác thịt luôn á. Hiện tại thì nước đang lớn các bạn, nước đang đổ ở trên đó xuống, bởi vì là anh phải đạp lái cho nó dắt cái lái lên trên đó rồi mới đầu mới ve cút ra. Thì mình khi mà mình ve ra thì nước nó bơi xuống đó là vừa các bạn. Thời gian chờ đợi đi, mình sẽ đi xuống dưới hầm máy cho người xem lại cái nữa nha.
lên anh chạy quay đầu lên quay đầu xuống nè, không biết nữa. Đang ve một máy bên kia để mà cho nó chỉnh ngay tàu lại, tại vì hai máy rất là dễ chạy các bạn nếu mà mình biết cách ha. Đó, xử lý một máy à. Thì khi mà hai máy thì mình có thể là quay đầu 360 độ tại chỗ được luôn các bạn. Wow, quá dữ rồi. Rồi hai máy lên rồi. Kêu anh tiền trưởng đạp mát ra coi là nó đạt bao nhiêu cây các bạn. Hai máy mà nó là trong vắt luôn nha các bạn, không có một miếng khối trắng khối đen gì hết trơn ha. Vậy các bạn máy móc thì mọi người cứ yên tâm mà sử dụng. Sẽ đi ra trước. Mát cho anh. Lên đủ 1.400 nó được bao nhiêu lý vậy? Hiện tại là 9.4 nha các bạn. 9.5. Chớn vẫn còn đang lên, máy đang phát lên nhiều lắm. Cái này là dòng tua ha. Tầm khoảng 1.100 các bạn. Đây là dòng tua. Mát chưa? Vậy là mình mát chưa? Chưa. Dạ, để nhưng mà lý chú. Nhưng mà hết càng rồi phải không? Chưa, còn ra nhiều. Mấy trăm ra. Này là cỡ nhiêu lý chú ạ? 10 lý rưỡi. 10 lý tư, 10 lý rưỡi à? Chớn đừng cho nó phát lên các bạn. Hiện tại chú đang tăng tốc lên từ từ. Gần 2 ha. Lên từ từ. 10 lý 6 như thế này thì mình nhân ra đâu đó là tầm khoảng 10 mấy cây số trên giờ. 18 19 cây. Bây giờ đi ra phía cho người coi nè, kéo sóng đít luôn nè chứ không phải văng dừa đâu ha. Hiện tại thì cho chú tài công bớt ra lại kìa các bạn coi kìa, sóng mới nói là khủng khiếp luôn. Thì khi mà nếu mà hồi nãy là chạy tầm khoảng là 1.100-1.200 ra các bạn, nhưng mà chớn chỉ là mới bắt đầu từ đó ngay cho đó là đằng cầu này thì tầm khoảng là 500m đến cây số thôi, nhưng mà chớn đã vượt lên rồi. Khi mà mình ngâm ra nó lâu nữa thì nó sẽ là đạt hơn nữa ha. Và hiện tại là đang chạy nước ngược các bạn, nước hiện tại đang lớn, đang đổ rất là mạnh. Mọi người có thể thấy ngay chỗ chân cầu nè. Đó, hiện tại thì đang chạy dưới là cái vận tốc là nước ngược luôn. Nếu mà đi nước xuôi hoặc là nước đứng thì nó sẽ còn dữ dằn hơn nữa các bạn. Ôi, nước nó sôi ồn ồn lên kìa. Chắc bây giờ này sẽ quay đầu về ha. Tại vì phía trên đó là có nguyên một hàng đáy trước mặt rồi. Rồi quay đầu rồi các bạn. Một máy ve một máy tới là quay đầu rồi. Đây bên đó tới đó, bên này ve nè.
để mà mình quay đầu cái bán kính của mình nó được tròn hơn các bạn, nó không có bị cái bán kính quá lớn. Hai máy là nó lợi thế như thế các bạn, ghé bến đồ này kia nọ nó rất là kiểu như là nó đạt á, mình có thể xử lý theo ý muốn được. Máy bên này thì ve lại, máy bên đây hiện tại đang ve, máy bên kia thì tới. Đây nè các bạn coi cái bán kính quay đầu này rất là gọn luôn á, nó cứ thế là nó ngã mũi thôi, cái lái giữ yên không có chạy tới. Nước nó muốn đục luôn á, không biết là trên màn hình mọi người có thấy rõ không ha, nó lên đắt luôn á. Rồi bây giờ thì thoát hai máy cùng lúc về nè các bạn ơi. Bây giờ thì chú sẽ ghé vô bến các bạn ơi, như vậy thì cũng ok rồi ha. Đang vô bến rồi, mình sẽ chui xuống dưới làm máy một lần nữa ha. Vị trí cũ ha. Hiện tại là nước đang chảy xuống đây rất là mạnh các bạn.
chú đang sử dụng là một máy tới một máy lùi nè, để cho mình vô được cái bến nè. Gắt dữ lắm nha các bạn. Thấy vậy thôi chứ không có dễ ăn đâu, tại vì phải canh nước canh gió nữa. Chứ cộng thêm nữa cái nữa là chiếc này kích thước con tàu này rất là lớn các bạn. Bởi vì là gió một phần và cộng thêm nước một phần nữa nó bơi. Mình xử lý phải là đón trước tình huống chứ không thể nào mà tới rồi mới xử lý được. Nè một máy tới một máy ve nè. Bên đây ve mình nói tới. Ok, hình như là đã vô rồi đó. Nó bắt nướng cái nó gị máy xuống khủng khiếp các bạn ơi. Bạn thấy mấy cái máy mà đập thùng chạy nghe đã đi, chứ các bạn coi cái khói của nó, cho dù mình lên hết ga nhưng mà nó vẫn là trong vắt các bạn, chứ nó không có ra khói mà đen kịt giống như là những cái máy mà mình đã qua sử dụng nghĩa địa ở bên bển mình nhập về ha. Cũng tùy theo dòng máy nữa. Rồi bây giờ thì chỉ cần buộc dây nữa là xong các bạn. Rồi chắc có lẽ là cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình sẽ để trên màn hình để mà thương lượng về giá cả và biết thêm nhiều chi tiết ở trên con tàu này. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này ha. Hẹn các bạn ở những clip sau.